Nóng được đi hấp mời nóng trong chương trình cầm tay của Đài Phát Thanh và truyền hình tính Tuyên Quang. Chương trình bật nhảy bong khói so trường tới pin nóng kín nội dung chính là ngày. chim hóa hưa cắn hết kiến trúc ủ mắn Cân dân yên sơn chắc đầy kha tàng chuyên tiêu số Hội cơ chuyên bình để các phong trào thì cần tại tàu hết con Huyện Đăng Thư Điếp lại vì quá huyện Chiêm Hóa đã minh lại bài chương trình trình phách theo hết kiên chương hỏi phù ngồi này, tê nâng bài viết quảng cải thề với đại khát tàng gắm bừa có vấn chương hỏi thí giúp bia ngắm bừa tài nông chất tượng mưa tê đinh trúc phù xây các mền hết kiên giả hủy chương đầy tây thồng hở cân dân xã bình nhân nâng tiểu vương nhanh chụp lại khỏ của huyện chiêm hóa trúc phù đã âm ma ngần chèn mô đầy hở lại đường đường toàn xã các nền bì thí bác hết ta bổ trúc mì ti đã đầy trúc tái bảy vè cốc mì năng suất bằng hứa tài thông mang gần chèn. Cung cấp nền lai cơ chế chính sách của nhà nước bằng nghị quyết linh tham đã bằng hứa cần dân vì thêm điều kiện đầy theo về khẩu chức vụ. Năm vừa rồi thì gia đình tôi được hỗ trợ gần một hát. bị ngắm quả đứng đơn khỏi, ngắm qua hát. để băng hứa sở nước hết ta, nên nghị keo quyết keo linh tham, có keo này là keo phe chất đường thùng. Vì này là bị thử hạt thông, hạt hạt bản hơn khỏi hàn có keo này chồng chồng là cùng cái khớt đầy, để hạp cấp tiền đến của địa phương. thấy là cái giống keo này phát triển rất là mạnh, rất là tốt phù hợp với cái đất của địa phương. Chúng tôi xác định là nông lâm nghiệp là là, là một trong những cái, cái cái đặc thù của địa phương rồi. Băng khỏi chắc lọ, chúc phù là, Bù cái là cái ăn cái... việc nhắm đối đối trên đây của địa phương. Đăng này hết kín từ với chúc phù, băng khỏi chắc lọ là về chính. Băng khỏi cùng chắc lọ, tăng bài áo với điều kiện đầy nhất theo pin nòng khổ sở các nghị quyết linh tham của Hội đồng Nhân dân tỉnh theo pin nòng đầy hướng lợi chính sách này của tỉnh. Để bà con được hướng lợi từ chính sách này của tỉnh. Sư huyện Trung Hóa hết kiến từ với chúc phù tổng có quảng cài khẩu viết kiến xã hội tại thông tin thổng hợp bị nọng tên đất bản. Tổng ty chúc phù và tỷ đình quy hoạch hết khẩn của huyện là nửa cầu thiếp xúc xiên hecta, tà, đất này bùa chúc nửa xúc thiếp phòng xiên hecta, tà. Tỷ chúc quốc bù mấy cãi sở thiếp cầu xiên hecta, Năng suất bình quân phù chúc thiếp xúc phải cầu mét khối 1 hecta mỗi vị. Trẻ đám từ với chúc phù đã từ chết thiếp thân bác nâng trường môn 1 hecta tà nâng mỗi chu kỳ. Huyện của đã hết đây việc bày ngồi, trường ngồi, và toàn bộ ti pù gần đây bì. Chưa ngồi đây, bảy viết khét trào từ pù, trăng dư mốc ổn, mơ viết trúc pù đã để nơ sốc thiếp chất phân bác. Đối với Tân An, chúng tôi thì uh, có thế mạnh về phát triển kinh tế lâm nghiệp. Tới gấp Tân An bắn khỏi, à, lên thế mạnh từ việc trúc pù, đi đến pù, vi lại, bài đăng lươn xuống tinh đơ bàn cùng với khẩu trúc pù và ống à, ngân chen từ pù, tài thông cây thổng của dưới cái ám thìn. Trên áo ngao của lai đứng rươn đẩy tay tập khẩn màu lại, giá trị uh, kinh tế của các hộ đã được nâng lên uh, rất nhiều. Tư thống cân dân xuống tên đất bản huyền Trương hóa đàm mê lai thay tối, trẻ nó ma đầy tay tục khẩn thùng, cân dân ổn thêm chấp góp bài viết chốt bổ. Chuyên tư số tay bài viết quảng cải, đơn bài viết kinh xã hội, đơn mệnh mi lai bài viết hết bài hợp tác giả. Đừng đi giặt quá, lại hợp tác giả dù đang tính, đã bê hết tài bài cách, kè áo công nghệ thông tin chuyên tôi số khổ hết tập ứng để các anh chơi của nào thị trường từng nhám tài trùng mưa bài viết kinh buôn khai. khả tăng khai hàng truyền thống kết hợp cấp khai quá sản thương mại điện tử là cách mà hợp tác xã này đẩy lược lai trang mạng xã hội bằng facebook zalo tiktok để hợp tác xã dung theo quảng bá giới thiệu một sản phẩm một thương hiệu và hết kiến buồn bản của lầu như nền đã khởi sơ cắt lai like bài khách hàng ra lượng khai đầy sản phẩm với óc, của tài khẩn tham thế phần bác mình cũng có những trang fanpage riêng. cửa hàng mang lâu, của lâu lâu lần. Lần. lớn lâu nặng, không quá bài trang Facebook riêng. Đăng hơn đáy, hơn hơn mạng, và thân ti Facebook Zalo nhận đẩy viết tương, tương tác mẫu like của tăng like bài cần. Bữa tăng bài cần chắc hơn cửa hàng lâu hay lại hơn, ở mặt hơn bài viết khai hàng cũng đầy tay hơn. Tiếp xúc được với cái lượng khách hàng lớn hơn rất là nhiều. cái đây là trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử đang tập bền bài ti khai hàng đẩy đầy, áo mang gần trên hở số nâng hợp tác giả. Này cũng đã tiện bắn quảng cải theo khai lộ bài ti khai hàng và hở lái cân chắc thường hơn. Kể đo bừng sàng lái bán ngay vẫn nhăng vỉa vai viết nhằng chụp khỏ. Phần lái bảy hợp tác giả đứng đến ban tỉnh đều mì quy mô hết kín ý và bừa, lành cạnh tranh của lại sản phẩm sang thông bên cùng chụp lại khỏ đứng bừa hết khuẩn thị trường. Tăng bài lành bên khấu hết bài cảm lân, mưa bước đột thản thàng xung bày tiếp nhận tới mới khoa học kỹ thuật, nhăng nàn. Bên nền đứng bừa chuyển tới số đứng bừa hết kín tập thể, đán quảng cải lái hợp tác giả đang bên khấu hết nền cùng lên nàn quy mô ao hồ thêm mít đã củng bố đầy đầy, trình độ mới công nghệ củng bố nhỏ thùng. Tôi gặp trách nhiệm của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Khỏi xe Bê Khẩu khai lái lớp tập huấn tài thùng ăn chắc mưa, khăn, xác, mưa chuyển tối số lại hở lai giám đốc hợp tác xã phối hợp cấp lái ngành the lân cháo hở lai hợp tác xã khẩu sở cấp bài chính sách mưa khoa học công mưa mưa tắc tắc nghệ mưa chuyển tối số đây lái thì giải thần liên minh hợp tác xã tỉnh đang phê khẩu hết số đơn dự án đừng chương trình mục tiêu quốc gia hết kín ti pin nòng cần nền lai hết khẩn mưa bài thi trực tuyến hợp ti pin dân tộc nội cần bằng lai chờ trực tuyến the bắt lập cấp khả tăng dự thẩm của lại khách hàng sẽ các bài viết cả này bị khẩu hết khẩn mà bài hết kín bôn bản là hợp tác xã cần tiếp nem tài thùng một việc dụng ứng dụng công nghệ khẩu việc khai đại sản phẩm dù nơi ti sàn thương mại điện tử lai ti trang mạng của xã hội Khá tảng thần dùng công nghệ số đồng bếch kín và bài ngôi một chất tưởng, bài ngôi mới bài ti hàng chắc rõ áo dơ mà tư nền mi lẻ khai óc lại cơ hội mới hở cân dần nhất là khai óc nước nọc bài đô hết óc Cả nơi việc xuân thành chuyên đưa số đơn bài viết kiến hết na đã có phấn, lân và khai về đồ hang. Bài cần dân xuất đăng tàng huyền Yên Sơn đã từng nhám, chắc tẩy và thay túi mưa bài cây hết truyền thống. Tôi mới mưa bài viết hết, thề áo về đồ hang hết kiến hết na, thân đại giờ hơn đời cáp bài cần dung. Khẩu sở khắp sàn thương mại điện tử đầy nơ nâng pin này, nhưng chân thì Mỹ Linh đã trực tiếp khách hàng trực tiếp rút lại like tiết sản phẩm hết óc của đơn đơn lầu và để lại like cần khách hàng khóp bài tăng nước chắc thần và tắt hàng dự. Các bài ăn điện thoại thông minh, bài ăn bài ăn ánh chân đầy, nhất mức đơn bưa với khẩu hết óc lại sản phẩm, đặc khen khéo cân ngoài và cùng mi bài căm với khẩn thương đầy. Văn con mi lẻ mở cân sang dự đầy trực tiếp, tư bài cân dân, bằng lên lươn nóng hết óc lấy thương xẻ dự rút đi chợ, đủ lên rút bài ti, cân buôn bản, cùng lên máy lên mình bài công nghệ này là cân hay nón áo khẩn san thương mại điện tử tư bị con giá, mọi cân cân hơi cùng rằng kiến thứ thử, sản phẩm mang cố đơn nón hết óc và cũng chơi xá thân mà rử nhằng cân hơi nhằng tật kiến thử đá lên mọi cân đều tức trá là chất tường hà sao bằng người cần dân về khẩu chuyển đổi số đồng bích kín và khai vài sản phẩm lấy đường lai bài pa đột phá của hội nông dân huyện yên sơn đương nhiệm kỳ bị thong sư linh thong tham thong sư linh thong tiếp bét là kép hội tài thông việc lên cháo ở hộ thêm mưa kiểm chắc, mưa khả thang chỉ tới số, đăng ký thương hiệu nhãn hiệu hở bày sản phẩm hết óc, lại bày sản phẩm khẩn nửa sàn thương mại điện tử, lần cháo mưa khai hàng số nửa ti trang mạng xã hội. Quá nền bấu nổi bày cân dân, đã mỹ thay tối ăn chắc và mê lai bày ăn căm phối khẩn, đừng pưa khẩu sở khắp bài viết chuyển tối số, theo giới thiệu hết khẩn mưa sản phẩm của lầu đầy đây hơn. Hội nông dân huyện cùng đà với háp mắn các bưu điện huyện khai lai lớp tập huấn lân cháo lai hội viên cân dân, hợp tác xã, trang trại, phối khẩn, ăn sản phẩm của hấp viên nọng khẩn bài sàn thương mại điện tử vì số năng sản phẩm của bên cân dân hợp tác giả là bài cân hết kiến chính cùng bằng nghe giới thiệu giúp nước giao dịch thương mại điện tử postmart và ai thằng này bắt khỏi sẽ tiếp nem số này với hai cấp lái bài cân bài đứng lươn theo giới thiệu sản phẩm của lâu khẩn nưa tisan giao dịch thương mại theo trang dư mới đây mới việc chuyển tới số tiệp phương này đang tiếp nem số lành đơn cháo tài trung ăn chắc hợp bên nòng theo dung mơ công nghệ thông tin đứng tới thổng và hết kiến tư nền áo lái bày đối óc cô đông huyền thân cấp sở hơn cân tư dung nửa khóp bài ti sẽ gấp nền tầng ba tài thống ngân trên hở bài sản phẩm của pin nọng xuống đống tỷ phường lai búng bản lang đời cấp bài ăn tuần hết mớ mắn đầy mới lên đơn đơn bài cầm quế khẩn trọ đơn bài ăn thay túi của tàng lèo bài tỷ phường hơ đơn khát tàng hết cường ba lang mứ ban cà lình đơn lai bị quá từ lấy cấp lai ngành hơ thân lai bài ti đơn bán đơn xạ đà ngoài đầy rút xôn lai like và lành cần tay bước hồ hết tài tiêu chí mua lên rú hớ bài pin hỏng và tay tung chất tường tây thồng hớ cần dân từ ăn lươn cáo đã lua con này thân cái này bị ăn lươn mớ rú trần đây và mẹc hơn này là tăng bài bữa óc lên cùng là ăn cầm hoàn hỉ tối cấp đằng lươn phú hà văn căn xuống xã minh thành huyện sơn sương ăn lươn đầy hết bõm từ nguyên băng hứa hà thích triệu môn sẽ các bài viết chung lành tổng có của bài cần lươn pin nọn rú đằng xóm và bài viết tích góp lăng phơi hết kín của đằng đường. Pi thong sẽ linh thong tiếp thí này sáng minh thành tạp với lần tạm lần lua hở sốc thiếp đằng đường khỏ, đường ái khỏ và bài đằng đường khỏ lai. Xã đáng ngoài trọng trang giữ mà đấy tăng bản lành tăng hứa hết cơn ám thêm về khẩu khảm khẩn hết kín của chính pin nọn thay hết vẻ ẩm đàn tiêu chí luận rú ở pin nọn có phấn tăng hứa tỷ phương đạt chuẩn bản lăng mở. Đã, Ê đáng nhà nước băng hứa hết để ăn lương rú mớ ổn tây thổng, đe khỏi cùng hắn bám bãi lại. Thu đẩy băng hứa hết lươn mới hở lại đơn lươn, ấu mà thêm lên hết kín, hết kín cũng lên máu đầy và tay tục khẩn thoát đầy khó mắn. pin này toàn tỉnh bây khẩu băng hứa hết mỡ đầy chất bác bé tiếp bé đơn lươn và bèn lươn rú hở cầu bác tham tiếp tham đơn lươn. Này ấu mà lên quảng cài có phấn cùng cấp tỷ phương bây khẩu hết bỏng mơ tư trí lươn rú hở bên động. Lai xả của đã óc lành bây khẩu hết bài viết khả tang thuốc sổn thêm tăng bài lành, băng hứa, tư bài xã hội hóa trang sư bổn tín dụng ưu đãi thép bằng hứa lái đứng lần khỏ bài đứng lần mì tới thùng khỏ lai, hết khẩn và bèn để lần rú khá tăng thân mục tiêu bố nhang lần tạm lần lua sẽ gấp nén ngôi trọng với khu vực kín tiệp vương áo mới điều kiện đầy theo cần dân ổn thì với kín tài thùng mới gần chèn nơi đã nhắm quảng cài tốc cón thép pin đồng chờ đồng hết khẩn để ăn lần rú để mớ và đẩy mắn đạt chuẩn bản năng mới cấp ủy chính quyền địa phương cùng tiếp nên sổn lành lên cháo thuốc sổn lại đường luận hết khẩn bài công trình tuần rú, lại bài công trình luận theo tư chuẩn của bộ tiêu chí quốc gia cung cấp nền la dung đẩy đầy tăng bài viết tăng hừa, trùng lên tả bày lươn tạm lươn rua lươn dũng của pin đồng đầy tức trá là tiêu chí quảng cải băng hứa hàn hà Nà đơn bản mì thêm đầy đầy mạc và tươi mới từ bài việc lo hí ngoại trọng băng hứa của nhà nước chính quyền lai cấp các bài việc óc cùng hết của lại tổ chức chính trị xã hội bằng hơn lại đứng đơn chính sách đứng đơn khỏ thành đứng ban tỉnh hết để án đơn mớ rú đây và me hơn quá nền có phấn quảng cài khẩu việc bớt khó rú tiêu phương chứ chân đầy cầm tay của bạc hồ thì cần để tiếp nước tiếp nước để leo phải thì cần và bài cần thì cắn để bài cần tiếp nước nhất đừng lại bị quá phong trào thi căn cựu chiến binh tây tàu huyết cón đã đại lai cấp hội cựu chiến binh du tăng tính với khẩu hết đồng góp và với khẩu hết đại chân đầy để cấp lái bài viết phong trào đã đeo bền lành thúc dồn cán bộ hội viên cựu chiến binh tính tuyên quang hết đầy mưa phẩm chất bộ đội cụ hồ truyền thống trung thành đoàn kết tây tàu huyết cón tôi mớ tiếp nềm tòng cấp lành thế khấn quyền lườn tin nước tay bài ám gương lung loàng hờ lai phải cần thăm ón hết nềm hội cựu chiến binh tuyên quang các nền mỹ đưa tham thiết phép xin hội viên sinh hoạt xú bác nâng chết tiết thí tri hội lại bị ngắm hoa mỗi cán bộ hội viên cựu chiến binh lại cấp tầng địa bàn bơ cùng trường mở âm thêm chính trị mắn chắp kết bơ cùng với con tầng tăng bài việc hết lại phong trào thì cần tiếp nước chấp gáp thon tập và hết nền tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh lại phong trào việc thúc sổn do trung ương và tỷ phương lần óc mở sáng nện lại tổ chức hội bấu vừa rằng tôi mở mở cách hết mở khả tăng với khẩu hết việc hết khẩn bài tổ chức hội thờ biệt mắn lành nhất là bê khẩu hết biểu, nhiệm vụ hết khẩn chưa ngồi đảng chính quyền chưa ngồi cần dân dư mắn ổn mà chính trị trật tự an toàn xã hội dũng tiêu vương hội viên mì thong xiên thong Park cậu thiếu đồng chí để bầu tham gia khẩu cấp ủy lai cấp hà bác hà thiếu đồng chí tham gia hội đồng nhân dân lai cấp nưa hà xiên thong Park sốc thiết thí lượt hội viên xây hết tổ an ninh cậu xiên tham bác hà tiếp tham lượt hội viên xây hết mật tổ hòa giải nữa thiếu lượt hội viên xây hết phòng tạo bê tội phạm thí bác cậu thiếp thí lượt hội viên giải hết mưa chi phát tội phạm tham thiếp xiên sốc bác tháo thiếp cậu lượt hội viên giải hết sự bị động viên thí xiên pet bác pet pet lượt hội viên giải hết dân quân tự vệ cái đó hết số bảy vị trí vi kết hờ cán bộ hội viên hội cựu chiến binh vừa hợp cùng óc hết bỏm và nhiệm vụ đại giao hội cựu chiến binh là những người đã hội cựu chiến binh là lái cần đã bị quá cần đổi và hết vọng mau đầy mấy nhiệm vụ mất địa phương. Lại cân bác nền phá hợp cùng với con tấn tăng bài việc hết, đây lại là đơn vị khuẩn bản lăng mớ, mới, mới kinh, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và băng hứa gắn tả bày lên tạp lên lúa của hội là cùng mau đầy và đầy cân dân và hội viên óc đành hết. À, nhân dân cũng như là hội viên rất là đồng tình ủng hộ. Ăn chắc để đỏ nhiệm vụ hết kinh tạo bê khỏ đại khoái và mắn hết trao đại mắn đơn hội viên hội cựu chiến binh sẽ có vấn quảng cải theo bề huyết kín của thị phường Lai Pi ngắm ngoà cùng các bài viết tổ chức về cầu hết phong trào thi căn, cựu chiến binh về cón tăng tăng bài viết hết của Lai cấp hội đã chấp kết mưa về cầu hết nghị quyết để hội đảng Lai cấp và nghị quyết chuyên đề số linh thòng. Mưa hồi cựu chiến binh và ngược cắn vớt khỏ hết trào mắn, góp phấn với cầu hết kín tiệp phương vàng cang đầy đầy. Lai cấp hội cựu chiến binh đã chủ động phối hợp các lai ngành Lai cấp, Theo bài cân cứu chiến binh xây hết lai dự án hết kín của thị phường khẩu khai lai lớp tập huấn chuyển giao khoa kỹ thuật, mưa khuyến nông khuyến lâm qua nạn lai hội viên Auckland chuyển tối mở cấu trúc tụ liền về khẩu hết bài viết tài vụ đông Bích kín đây lái bằng mô hình trúc cốc kiên mát của cựu chiến binh trần văn quang xuống xã xuân quang huyện chiêm hóa cấp sở tham hecta ti đình thuần phù phú đà tài cấp the trúc cốc kiên mát chủ yếu là mắc bục và mắc cam do đại trang trường đây bên nền thuần cốc của phú cũng cải hơn đây ở mắc gần trên hơn đường đường sau khi ở uh, quân đội trở về được uh, trở về địa phương sau khi tôi cũng học hỏi nhiều về cách giúp quân đội tam an tỷ phương khỏi cô đầy bê thon tham lái mưa các cách Cây, hết kín thuốn đơn khỏi căn này là nửa tham hectare, là đó bài loài có kiểm mát và tổng che đám mà từ thuốn có kiểm mát cả nửa tham bác triều môn nhà quân điện năm mùi pi nửa thiếp tấn mù tây thổng của đơn đơn căn này cũng mong oán. như thì tôi đã thu được 4 tấn rồi nên nói chung về kinh tế gia đình tôi thì nói chung là phong trào hết kín đẩy hạp chính sách của hội viên đã mới lành tỏa óc lòng khó phản cang bị óc lai like hội viên cùng cắn hết kín thời gần này Mỹ thiếp hà xiên bác nâng thí tiếp hào hội viên đã danh hiệu hết kín bốn bản giỏi là cấp Dưới các bài viết thuốc dồn tác bài cân hội viên sổ lành hết kín khuôn điện và khai lộng bài nghe nghe kinh doanh dịch vụ lại cấp hội đã óc lành với hạp mắn các ngân hàng chính sách rồi hội tín chấp hở đưa cầu xiên hạp bác hội viên cửu trên bình linh thay áo khẩu hết kín của đồng đoàn thân văn tham thiết sốc vì nảy toàn hồi đang phải ngồi để đưa cầu bác bé tiếp cầu tỉ mần lại cấp hội dung nửa tham nhất tham tỷ từ quỹ tăng hết hờ hà xiên, sốc bác chết tiếp cầu hội viên linh ao hồi hết kín. Nhờ minh quân bổn linh lại xuất tắm của nhà nước, xây các bài viết óc lành, khảm khò, bấu bơ hơ giản khò, giản rác, chấp kết bằng hờ gắn hết kín, từ bì thong sẽ linh tiếp cầu thằng cái này bớt để nửa tham xiên nửa hội viên cựu chiến binh khó. Là đầu tiên đắp cái ao, chăn nuôi cá rồi trồng lúa trồng ngô nói chung là để phục vụ cái sinh hoạt khói bê lính mà phố mía gồng tay khẩn với hết kín tóc con là bê khẩu tạo búng khuôn thỉnh pia chúc cốc khẩu chăn cốc bắp quá lại pi cùng gom đầy hết đầy ăn lươn và rửa đầy xe tơi thổng cùng là mắc ổn bị thong sẽ linh tiếp xúc đến luôn khỏi ao khẩu khuôn điện tỏ nhờ bảy kinh nghiệm bên nền che nắng mà cùng mâu đầy nhưng mà rồi mình đúc rút được nhiều cái kinh nghiệm rồi thì bây giờ chăn nuôi là nói chung là, dần dần đánh đánh là ổn định và có thu nhập cũng tương đối bóng chỉ thì cần hết kín chiến binh là bài cần bơ cùng với con tầng tăng bài việc hết nhất là óc lành sẽ hết phong trào trung lành hết khẩn ba lăng mớ đô thị văn minh chắc đỏ này là bài việc hết tốc cón bị nghĩa quảng cài hết bền hà nam mớ hờ đông bản tài thông tây thổng quốc cái áp thìm hờ bình động lại cấp hồi do lành bởi việc lăn cháo thuốc sồn chủ động hết khẩn mức kế hoạch lược và trường đầy ăn chắc mưa phân việc đầy đầy đỏ thần cái này hồi cử chiến binh tỉnh ký kết và về khẩu hết để tiếp thông chương trình phối hợp bài việc hết mẫu đầy óc lành đơn cháo, thuốc phổn hội viên và cần dần, hết tàng bê tông liền bán, hết mắn tàng mương tông nà, hiến đình, tổng cóp bưu văn công, hết lườn văn hóa, tăng điện, tăng béo, có phấn hết bòm sốc tiếp thong xạ và thành phố tư quang Mà Đích bản làng mở. Trong cái xây dựng nông thôn mới thì hội kiểu Trinh minh đóng vai trò rất quan trọng từ các cái mô hình. hít khẩn bà lăng mới là hội cựu chiến binh tổng vai cho quảng cài tư bày mô hình hít kín, mi mô hình hít việc mở tí ký rú đẩy cấp hội cấp nửa và đảng ủy xã lao hí ngoài trọng và lên cháu về cầu hết đầy chương trình mục tiêu quốc gia hết khuẩn bà lăng mới, Quá nền khai lộng óc và tỏ óc lộng góp hơn mơ mô hình nền. Từ lại mô hình của cựu chiến binh tỏ óc đầy khảm tầng ti hồi bên nóng hình. Qua cần dần, và toàn thể cân dân tôi đang toàn xã tập hết theo, cùng bằng lân cắn mức kinh nghiệm dân và phê khấu hết đầy chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và đơn nền mấy mục tiêu hết khuẩn bản lạc mới Và thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của đảng, nhà nước và trong đó là có cái mục tiêu là xây dựng nông thôn mới. Đức Hà Pi ngắm ngoài chắc lọ vai trò và trách nhiệm của lâu, là cấp hội của chuyên binh bơ hơi cùng hết đầy, mưa việc hết khẩn, mưa tổng cóp, cùng cấp xã hội, trong trường, tới thổng quốc cái âm thìm hở lai đứng đường chính sách thương binh, cân lươn liệt sĩ và lai đứng đơn khó. Cây khẩu trình tổ bài viết ủng hộ của lai tổ chức lai cân lươn hòa tâm, lai cấp hội đặt thuốc xuống tăng bạch lèng băng hơi để đưa thí tỉ bồn, thè bèng để ăn lươn mớ thong bác, ăn lươn tạm hở hội cựu chiến binh khỏ, mi tới thông khỏ lai. Thắm và tặng quà lai đứng lươn cựu chiến binh, đứng lươn chính sách. Cựu chiến binh của các thôn Cựu chiến binh cô Lai Bản, thần Ngài Hứa đứng đơn khỏi, khỏi hắn cho lớn nằm hai lái, và cùng hắn hoan hỷ và thuốc sồn tăng bài lúc lan, hết đấy mà nghĩa vụ hở đến nước. Cho đất nước của Tổ quốc. Tái lái bài viết trên đây, phong trào thì cần cựu chiến binh gương mẫu của Lai cấp hội cựu chiến binh, đã chân sự khẩu nếp và mì ba, hết khẩn tăng bài viết hết quá nền phong trào thuốc sồn tăng bài ám thêm theo lái bài hội viên Auckland lành xây hết khu phong trào do hội cựu chiến binh lai cấp lần óc có phần hết bẻm lai nhiệm vụ chính trị đầy giao hội cựu chiến binh gương mẫu là một cái phong trào thi đua được đông đảo cán bộ hội viên hưởng ứng và đồng tình và có sức lan tỏa trong tổ chức hội hội cựu chiến binh huyện chiêm hóa đã triển khai cho các cơ sở hội đến các tri hội và hội viên về uh, các cái nội dung của phong trào trong đó tập trung vào là hội cựu chiến binh gương mẫu là phong trào thi đua đẩy đông lái cán bộ hội viên say hết và mỹ lan tỏa óc đồng góp đơn tổ chức hội hội cựu chiến binh huyện chiêm hóa đã bày khẩu lên hơn bài ti cơ xã hội thân bài tri hội bày khẩu hết bài viết mưa phong trào đơn nền tập trung lên cháo mưa truyền thống cách mạng của đảng truyền thống quân đội nhân dân việt nam hết là cán bộ hội viên chắc rõ hơn mưa tăng đối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và bày khón chấp hành đây mà lại quy định của đảng của tiệp phường óc lành hết quần đảng và chính quyền bán lành cả này đã bày khẩu hết và tập trung kết nạp để hội viên và đảng Thần Căn này chi hội trưởng cựu chiến binh là đảng viên đạt thong bác tiếp s đưa thong bác bé tiếp thí chi hội trưởng là đảng viên đạt chất tiếp thí phải tham vân bác hội cựu chiến binh huyền đã óc ok lên về khẩu hết bài viết cựu chiến binh bằng hơ cắn bớt khỏ và hết kín sỏi toàn huyền cái này mì thong bác tiếp s mô hình hết kín sỏi đơn nền mi tiếp hạ mô hình cấp tỉnh mi lai ám gừng lung loàng hết kín đẩy khai lồng óc đơn địa bàn phong trào bằng hơ cắn tạm với lần tám lườn lua đẩy đông lai hội viên cựu chiến binh cùng hết thực hiện cái cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi. hiện nay toàn huyện có là 211 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 15 mô hình cấp tỉnh. Các cái điển hình tiên tiến về hội viên sản xuất kinh doanh giỏi được nhân rộng trên địa bàn. Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giúp hội viên xóa nhà ở tạm dột nát được đông đảo anh em hội viên cựu chiến binh đồng thuận. Lại téo, hả, ngoài lại to teo mưa hạ bị cảm quả, phong trào thi Căn cựu chiến binh gương mẫu tầng địa bàn tỉnh đã tập bên ám lãnh quảng cài thay thuốc sổn cán bộ hội viên hội cựu chiến binh đơn tỉnh trăng dư ám thím chấp kết truyền thống mua phẩm chất bộ đội cụ hồ tiếp nem tổng cóp mưa lành the có phấn hết khẩn bản lang tuyên quang thủ đô khu giải phóng thủ đô kháng chiến phản cang tài trầu mưa hết kín mắn mưa chính trị lanh mưa quốc phòng an ninh Mì Lai bài cách hết chân đầy và tôi mới bài cách hết đơn vừa âu công nghệ, thông tin, khẩu, lân, óc, mưa, bài ti du lịch. Mì Lai bài cách mà lai ngành chức năng và cần dân tính tuyên quang, tăng thí, hừa căn với khẩu hết, theo áo ám hình của đơn tính vây óc đầy tăng khoái và với quê hơn Thân Đông Lai đời cáp và cần khách đơn nước và nước nọc. Lái video hàng bác xiến đợt cân ngòi, lái bài hình ảnh mắc đầy, mưa bài mô hình đèn trung thu cái, mì óc xỉn diều xuống nước tàng phây. xăng là thân bài văn thiếp hạ bơn pét. Lại bài đăng xa chắc mưa thi vui lĩnh, bài ti kín, bài ti rú tuyệt quang của cân khách đẩy cá cằm xuống nơi bài hồi nhóm. Trăng dứ một đầy thời thế của mạng xã hội lễ hội thành tuyên nâng lễ hội đeo mì của tuyệt quang đã đẩy lái cân khách khóc bài ti chắc thần. quá tích tắc lầu ngồi và hắn trung thú được quang, cùng lẽ vui và náo nhiệt bên nén lâu ái thân trách nhiệm bài nâng cái này đúng là hắn vui lái like. con pưa khấn nảy lấy lâu cũng xa chắc quá facebook mưa lại bài ti rú bài ti kín sinh hoạt bên nén là cũng còn thêm bữa áo cân lươn thân tin này thê ngồi mưa trung thú được quang này lại ti đơn vị là khách sạn lươn hàng xuống tinh đất bản tỉnh cũng đạp về khẩu lân cháo lái bài sản phẩm du lịch bài đồ kín cúng tuyệt quang và khả tăng bài viết tua tuyến dưới nửa Facebook bằng ngữ gần khách ngay chắc tẩy quá dịch vụ này. Sẽ khắp nền, TikTok, Youtube cùng đã và đang quảng bá và giới thiệu mưa du lịch của hóa tuyệt quảng lầu quá nên tạc số. lâu đáng mì trang fanpage và tăng bài lái dịch vụ. Bài viết hết của lâu đều, đều để cập nhật dưới nửa nền. Nóc nền lầu cũng đã dùng mưa kênh OTA theo khái phòng online quá lái bài trang bằng Agora và bằng kinh.com. Không khí này nó rất là vui ấy. Nên là lâu đang lái chim lãi hở tăng bảy cân ngồi đây. Lại vừa, lần lâu lãi cũng lãi 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 quay và hết khẩn mưa, mưa clip tỉnh mưa và đăng tải khẩn hở bói cân chắc thân Trung Thu Tuyên Quang lại hơn. theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, từ Hopi tháng gần này Tuyên Quang đã tón nửa ít vài pet triệu lượt khách du lịch. Đây là bài viết kinh khèo, máu đầy từ lễ hội thành tuyên, lại bị sân này cùng ăn han rõ nhất hở viết đầy, từ viết quảng bá du lịch như chuyển tới số. Khả tăng hết này, cứ tối mới sáng tạo ở à mà đại viết đập sát hơn và mê len, khen khèo lai cần khách nước tầng khóp bảy nước và nước nọ chắc thần Tôi sẽ... bừng sáng Mình khá bang truyền thống quá lai hội nghị lai like chương trình xúc tiến du lịch lai khán này, bản hiệu quả nhất với truyền thống quá nền tảng hướng, số là cổng cổ màu đầy lai kỳ vương đeo mi bày trang rõ, fanpage có tiên triên cập nhật để đo lập thì lai bày cầm lân chính thống uy tín mở lễ hội mưa du lịch tuyệt quang theo cần khách khóc bài ti chắc thần chỉ cần nâng ăn điện thoại thông minh, cần khách lẻ lệ, đầy băng hứa bởi cảm lân xa chắc, một hương ti du lịch, lườn hàng, ti vui lĩnh và bài ti chai dưỡng, giá cả, bài loại hình dịch vụ, rú tầng đến bàn. Cùng bằng chuẩn bị là điều kiện cần thiết, hơn nâng bày bày, rú tuyệt quang, đầy mô đầy. Hứa cắn với khẩu hết đầy một kỹ thuật công nghệ thùng, lai bài cần bác sĩ từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Hứa cắn với khẩu hết, băng hứa nèm hình thức cam mừ chào phiếc. Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa đăng tí căn phần càng tài trung chất tưởng đăng bài viết chẩn đoán và điều trị bệnh pin le tị in tin tiếp của bài cần dân do đăng tăng tỷ bàn. Thạc sĩ bác sĩ nội chú khoa bệnh nhân tới và can thiệp giảm hài bệnh viện đa khoa y Hà Nội Nguyễn Quang Huy mà bác ngư chuyên môn ở trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa đăng thời gian thòng buồn bắt vua tư vấn sau ít bần tiếp có này thóng cân bác sĩ nội trú của bệnh viện các chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh và chấn thương chính hình cùng đẩy pekhout hết băng hứa mới chuyên môn chút này cầm khá tàng cầm người cháu việc đã băng hứa cần bác sĩ trung tâm y tế huyện Trung Hóa tài Mơ lanh, chuyên môn đồng bước khám và ra bệnh hở cân dần các bài vịt này khỏi cùng châu, mi lè băng hứa đẩy khóa truyền nhiễm với đéo và bài khóa phong lai hát liên quan thân bệnh chuyên pet bằng để bài bệnh mưa virus bằng đại viêm gan B, viêm gan C, HIV, lai bệnh mưa vi khuẩn băng lâu cùng với lại hàn, lai bệnh do bài pet, bài viết nhiễm trùng, lũ le lao, lũ lý số năng bệnh pet mưa, đường, đây lái lét lắng ăn bày, phân lùm, ngắm hòa. Lê bài bài nền cũng pet quá tăng, bây nó, băng lâu cũng cần leo ngoài trọng hơn. Trung bình bồi phần, trung tâm tiếp nhận từ tham tác thân thi Park cần thân khám và ra bệnh. Số 7 cân bệnh nhân rút này thường xì trăng dư khẩn tham bác hạ thiếp cần thế đây việc chăm trường len hở cân dần bằng sáng phích đào tạo tài thống mới trình độ hở lai cân cán bộ y bác sĩ trung tâm đã ao khổ dung đẩy đây mở lại máy móc thiết bị mới bằng máy chụp ct siêu ấm màu máy len thần và truyền lượt máy thở đây là chương trình đã phối hợp với bệnh viện đại học y hà nội cấp trung tâm y tế huyện trương hóa đã bằng hở lái bảy bác sĩ rút này đầy khổ sở cấp lại kỹ thuật thùng đang đẩy dung rú tuyến trục ương và tuyến tỉnh Lai bài cân bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khuyên này, mùi bay là thong bướn, mùi chuyên ngành, lai bài cân bác sĩ nội trú giỏi. Và khuyên này hết viên cho trung tâm trực tiếp về khẩu khám và gia bệnh hở lái cân bệnh nhân, chuyển giao lái kỹ thuật thung, mà căn này chỉ mi tuyến trung ương và tuyến tỉnh trắng đang đẩy về khẩu hết. Bệnh nhân giúp chương hóa với lái ti bài sở sản, đẩy khẩu sở các lái kỹ thuật và đẩy gia bệnh cấp tay nghề thùng của lái cân bác sĩ trung ương ngay phường. Con này vừa tờ bệnh bác khỏi leo ti lồng bệnh viện ti tuyến tỉnh, càng này bác khỏi tin tướng bệnh viện trung hóa này, mi Lai cân đổi ngũ y bác sĩ giói, mi Lai thiết bị mớ, bên hẹn khỏi lược điều trị ra thứ này. Mi Lai cá bệnh khó, đẩy ngôi hắn và xử lý cùng lập thì. Mi Lai bài viết khám bệnh bấu mất chen của lái cân bác sĩ trung ương bên khẩu hết cần dân đã và đang đầy thủ hưởng lai dịch vụ y tế với chất lượng ngay dưới tỉ phường có phấn bớt bầy bài viết chuyển tuyến và bớt tại ăn tắc mới ở lai bệnh viện dưới tuyến đường biên đồng thứ đi hấp chương trình cầm tay của đài phát thanh và truyền hình tỉnh tuyên quang thân lấy lên lèo hẹn gặp pin hào đằng chương trình làng